Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm qua chúng ta đã mừng lễ suy tôn thánh giá của Chúa Giêsu, và ngày hôm nay là ngày mà giáo hội mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, hay chúng ta vẫn thường gọi là Đức Mẹ Bảy Sự. Vì trong suốt cuộc đời của Đức Mẹ, từ khi được truyền tin cho đến khi đứng dưới thập giá Đức Giêsu, thì đã có rất nhiều những cái đau khổ đến với Đức Mẹ. Khi nói Đức Mẹ Bảy Sự, không phải chỉ là có bảy cái sự đau khổ đến với Đức Mẹ, nhưng mà số bảy đây muốn nói rằng Đức Mẹ đã cam chịu rất nhiều những đau khổ thông phần với cuộc thương khó của chính con của mình để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta có thể kể ra ít là bảy sự đau khổ của Đức Mẹ. Đó là khi Đức Mẹ dâng con trong đền thờ, thì đã được tiên báo là con trẻ này sẽ lên cớ vấp phạm cho nhiều người, và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Và rồi sự kiện khi Đức Mẹ sinh con, thì mới sinh được mấy ngày thì đã có tin của thiên thần báo là ông Giuse hãy đem mẹ và con của bà trốn sang Ai Cập. Một cuộc di cư mà bất đắc dĩ, trong khi con còn đỏ hỏn. Rồi sự kiện thứ ba, đó là sự kiện khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, thì cha mẹ Đức Giêsu bị lạc mất con, và sau 3 ngày tìm kiếm mới tìm thấy con ở trong đền thờ. Rồi đến khi con trưởng thành, ra đi loan báo tin mừng, thì người ta lại tố cáo con và nói rằng con của bà là một kẻ điên khùng. Rồi đang tuổi thanh xuân, thì Đức Mẹ lại nghe tin con của mình bị kết án tử hình. Rồi Đức Mẹ gặp con khi Chúa Giêsu đang vác cây thánh giá lên trên đồi Gôn-gô-ta, và rồi chứng kiến cảnh mà con bị đóng đinh, chứng kiến cảnh mà người ta hạ sát con, hạ sát Đức Giêsu xuống khỏi thập giá, và chính mẹ cũng là người an táng con trong huyệt đá. Đấy là những sự kiện mà nổi bật trong cuộc đời của Đức Mẹ. Nhưng từ khi Đức Mẹ chấp nhận lời thiên sứ truyền tin, thì Đức Mẹ đã chấp nhận một cuộc hy sinh tận thâm tâm của mình, là để Thiên Chúa thực hiện những điều mà thiên thần đã nói với Ngài. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm nay bài tin mừng nói lên cho chúng ta thấy là Đức Mẹ trong niềm tin
khi đứng dưới chân thánh giá. Đức mẹ không gục ngã, Đức mẹ không sầu thảm như là những con người không có niềm tin. Dầu lòng trong cuộc đời của mình, khi bước đi trong niềm tin vào lời hứa của Thiên Chúa, Đức mẹ đã gặp rất nhiều những cái thử thách cam go. Nhưng những thử thách cam go đó, Chúa muốn cho Đức mẹ và hướng dẫn tâm hồn của Đức mẹ sẽ cảm thông với chính cuộc khổ nạn của con của Ngài. Vì vậy, đứng dưới chân thập giá, Đức mẹ không ngã gục, nhưng Đức mẹ đứng thẳng với một niềm tin, dầu rằng con của mình chết, nhưng mà rồi Ngài vẫn tin rằng con của mình là đấng cứu thế mà muôn dân trông đợi. Con của mình chính là vị cứu tinh của nhân loại. Ngài chưa hiểu được cái công trình cứu độ của con của Ngài như thế nào và sự sống lại của con mình như thế nào, nhưng mà Đức mẹ vẫn tin. Rồi Đức mẹ lại có một nhiệm vụ. Trước kia Đức mẹ là người sinh ra Đức Giêsu, nuôi dưỡng Đức Giêsu. Nhưng mà ngày hôm nay dưới chân thập giá, Đức mẹ lại được trao phó Thánh Gioan cho Đức mẹ, và Thánh Gioan cũng được trao ban cho Đức mẹ. Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu trao nhân loại, trao giáo hội cho Đức mẹ. Và thật vậy, từ khi Đức mẹ về trời, Đức mẹ vẫn hiện diện với chúng ta, vẫn hiện diện với giáo hội trong những cơn đau khổ, trong những cơn bức bách, và Đức mẹ vẫn hằng luôn bên cạnh chúng ta để yên ủi, để nâng đỡ, để hướng dẫn chúng ta đến và suy niệm cũng như sống với Chúa Giêsu. Xin Chúa trong ngày kỷ niệm Đức mẹ sầu bi, xin cho mỗi Kitô hữu được luôn luôn nhìn vào Đức mẹ là mẹ hiền, là một người mẹ luôn mong mỏi cho từng người con một, cũng biết thông phần đau khổ với Đức Kitô để sau này được hưởng vinh phúc trên trời.